Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video tiếp theo của PCM. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi unbox một trong những em tản khí mới nhất đến từ hãng Deepcool. Đó chính là con AS500 này các bạn nhé. Con này chính là cái con mà mình đã sử dụng trong cái video clip về test cái hiệu năng của em sò các bạn nhé. Sò lạnh chứ không phải sò lông đâu. Đây là một mẫu tản khí mới vừa ra mắt của Deepcool ở cái phân khúc tầm trung các bạn nhé. Với cái giá đâu đó tầm khoảng 60 đô bán giá bán lẻ. Và với 60 đô chúng ta sẽ có những gì thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp để xem bên trong nó như nào các bạn nhá. Một cái hộp. Ui. Đây là cái hộp đồ nghề các bạn nhá. Đấy, bao gồm có keo tản nhiệt của Deepcool này. Với các bộ gông này chắc là dành cho dòng cho cả AMD cả Intel luôn các bạn nhá. Bộ gông rất là to, đủ các kiểu này. Có hai cái gông kẹp này. Và đây là một cái bộ điều khiển hấp, chắc là led RGB á các bạn ạ. À, đúng rồi. Mình thấy ghi ở ngoài có đúng rồi. Led RGB có thể đồng bộ được với tất cả các hãng các bạn nhá. ASUS này, Giga này, MSI, ASRock này. Cái này của hãng nào ơi? Mình thấy có Razer các bạn nhá. Đó. Và đây là cái hình dáng bên ngoài của em nó này. Kích thước và các cái thông số thôi, nhưng mà chúng ta sẽ đến với những điểm chính chất. TDP của chúng ta là 220W này, cao là 164mm này các bạn này. Và tương thích với RAM 100% luôn, tức là không bị cấn RAM các bạn nhé. Và có độ ồn thấp này. Đấy là những cái thông tin nổi bật nhất của hãng. Còn chúng ta sẽ đến với chi tiết em nó. Rồi, em nó đầy các bạn nhé. Ô. Haha, các bạn nhìn đây. Đó. Cái quạt này gợi nhớ đến các bạn gợi nhớ đến con gì nhỉ? Con này, cái quạt này rất là giống hệt với cái con con Asahi. Trước mình đã từng review cho các bạn xem con Asahi 3. Con đấy có cái quạt Game Storm giống hệt như này luôn, nhưng mà con đấy nó có hai quạt. Con này chỉ có một quạt thôi, và quạt này là quạt 140 rồi các bạn này. Và cái thiết kế của cái con này thì mình cảm giác nó giống hệt với con Asahi trẻ đôi ra. Đây là có một lửa như này. Đấy, thì thành một con này luôn. Và fan này thì là fan đen bình thường, không có led đâu các bạn này, không có led tí nào cả. Và cái quạt này đang được hãng quảng cáo là có độ ồn thấp ấy, thì lát nữa chúng ta test thử chúng ta mới biết được, chứ còn bình thường ở đây thì chúng ta cũng chưa thể hình dung được nó như nào cả. Chúng ta đã có một cái quạt rồi, nhưng mà vẫn còn một bộ gông nữa. Chúng ta sẽ để mua thêm quạt lắp đây cho nó hầm hố, bởi vì mình thấy cái thiết kế này cũng vẻ hơi bị mảnh. Chúng ta sẽ tháo ra để đến với nhân vật chính của chúng ta đây các bạn này. Cái tháp tản rất là cao luôn. Đấy, những cái lá tản này là lá tản mỏng các bạn nhé. Đấy, mỏng nhưng rất là cứng luôn. Lá tản mỏng như này thì cái việc tản nhiệt nó sẽ nhanh hơn này, nó sẽ không bị giữ lại lần nhiệt lâu ở trên cái lá này. Và khi mà hơi gió mà thổi qua cái thì cái việc mà hút gió nhanh, hút cái hơi nóng nó sẽ nhanh hơn so với lá dày. Nó sẽ làm nóng vào trong cái lõi thì nó sẽ giữ nhiệt lâu hơn. Đó, và bên dưới chúng ta sẽ có 1 2 3 4 5 ống đồng các bạn nhé. 5 ống đồng được mạ liken này. Đấy, mạng liken nhìn nó rất là nổi bật, đấy, sáng bóng luôn, đúng màu kim loại các bạn nhé. Và ưu điểm của cái việc mạng liken này là chúng ta vừa tốn tiền hơn này, nhưng mà nó sẽ được cái là nó sẽ không bị oxy hóa theo thời gian này, nhất là Việt Nam này. Khi các ẩm mốc ấy, thì nó sẽ làm cho cái ống đồng nó xỉn thì trông nó rất là xấu. Nhưng mà mạng liken như này thì dùng bao lâu nó vẫn cứ bóng kiểu như này, đấy, nó chỉ bị bụi bám vào thôi, chúng ta thổi đi cái là sạch. Giống với con Asahi 3 mình sử dụng ấy, đến giờ nó vẫn còn đẹp các bạn nhé. À, và còn cái ống này. Thì lần trước mình nhớ là cái con Asahi ấy, nó sẽ được khía rãnh ở trong cái ống này các bạn nhé. Khía rãnh ở trong cái ống này giúp cho cái việc mà luân chuyển khí nóng nó sẽ nhanh hơn so với bình thường. Đó. Đấy là do hãng quảng cáo như thế, còn thực tế thì lát nữa chúng ta thử vào mới biết được. Và phía trên chúng ta sẽ không có gì đâu. Có một cái miếng đen xì ở đây, không có trang trí, không có hình hài gì cả. Và cái có một tí nét ở phía tay thôi. Cái này thì nó rất hợp với mình, bởi vì mình không thích màu mè. Nó chỉ vừa một tí như này nó tạo điểm nhấn thôi, không màu mè là rất là hợp các bạn nhé. Phần đế tản của chúng ta đây, đế tản này thì là đế tản nhỏ các bạn nhé. Chất lượng hoàn thiện khá là ngon luôn các bạn, nếu không muốn nói là rất tốt đấy các bạn nhé. Các bạn nhìn sát này, các cái góc cạnh người ta gia công này. Đó. Cực kỳ mịn màng và đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn chưa. Còn cái độ mịn thật sự đến đâu thì mình chưa thể rõ được, bởi vì mình cảm nhận bằng tay không như này thì nó sẽ không chính xác. Thế nhưng mà các bạn nhìn có thể thấy là nó rất là mịn màng luôn. Đó.
và đế nhỏ như này nó sẽ phù hợp với những con Cebu có cái thiết kế nhỏ nhá. Con to kiểu như mấy con Xelong mấy cả mấy con thép Whipper thì chắc là không vừa, mà cái này phải to hơn mới vừa được. Đó. Thì đấy là những thứ cơ bản về thiết kế, thì mình thấy con này nó có vẻ hơi bị mỏng, hơi mỏng này. Nhìn nó không được cục mịch hầm hố lắm, kể cả việc mà chúng ta có lắp thêm cái quạt này vào ấy, thì nhìn nó cũng vẫn hơi mỏng, có vẻ gì đó nó hơi bị nọt nọt đấy. À, các bạn nhìn này, thấy chưa, nó hơi bị lệch. Chúng ta có thêm cái quạt nữa đây nó sẽ đều hơn. Các bạn chờ một lát nhé, mình sẽ lắp thêm cái quạt ở bên cạnh nhìn cho nó đẹp. Thấy thêm một con quạt nữa là nhìn nó hầm hố hơn hẳn và trông nó cân đối hơn, phải không các bạn? Thế nhưng mà nó lại phát sinh thêm một việc là nó sẽ rất to các bạn ạ. Nó sẽ che khá nhiều cái mên của bạn. Nếu mà các bạn muốn sâu mên thì cái việc chơi một cái tảng khí cục to như này nó sẽ khiến cho cái việc sâu mên của chúng ta giảm đi khá là nhiều các bạn nhé. Đấy là những cái phần cơ bản. Còn bây giờ đến hiệu lăng thì chúng ta cứ phải lắp và test thì mới biết được cái hiệu lăng cơ bản là như thế nào. Xong rồi đây các bạn nhé, mình đã lắp ráp xong em nói, các bạn ngắm em nói. Trông tương đối là đơn giản nhưng khỏe khoắn, với cái giải led rất là mảnh nha. Vừa đủ để chúng ta có điểm nhấn được các bạn nhé. Nó không màu mè đâu, nhìn khá là đẹp luôn. Mình định lắp hai cái fan vào để test đấy, nhưng mà khi mà các bạn mua các bạn chỉ có một fan thôi, nên là mình sẽ lắp một fan test cho nó chuẩn. Với cả con CO mình sử dụng dưới này là con i7-9700 nhé, 8 nhân nha các bạn ạ. Và phía trước mình sử dụng 3 quạt này, phía trên này có 2 quạt. Tất cả là chúng ta sẽ có 6 quạt nhé. Và mình sẽ đóng kính vào để test cho nó chuẩn các bạn nhé. Các bạn chờ một chút xíu, mình đóng kính vào chúng ta tiến hành test thử. Nhiệt độ hiện tại trước khi test thì đang khá là thấp rồi các bạn này, chỉ có 30+ độ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chạy bằng cái ADA 64 và mình sẽ chỉ test cái phần trăm CPU này thôi nhá. Test cái này thì cái CPU nó sẽ hoạt động hết 100% công suất đấy. Chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Ok rồi đây các bạn nhá. Sau gần 8 phút chạy rồi. Sắp 8 phút chạy rồi mà nhiệt độ cao nhất ghi nhận nó chỉ là 82 độ C thôi các bạn này. Nhiệt độ thấp nhất là 35 độ C. Và mình đang gọi chạy con i7-9700 với 8 nhân. Ôn core là 4.5GB các bạn nhé. Đó, và chúng ta sẽ có cái vỏ cây đóng kín này. Đấy. Mặt trước thì có 3 fan, trên chúng ta sẽ có 2 fan nhé. Và tiếng quạt thì hiện tại nó đang ảnh hưởng 6 cái quạt này nó hơi kêu, mình tháo kính cho các bạn nghe nhé. Đấy. Đấy. Tháo kính ra này. Không biết các bạn nghe như thế nào chứ đây là cái quạt phía bên trước này, đây là quạt trên này. Đó, nhưng mà nó tiếng nó ồn khá là ồn như này, chúng ta nghe nó không chính xác được. Đây mình dí sát vào cái này để các bạn nghe này, nghe tiếng quạt không này, nó vẫn cứ ảnh hưởng bởi với ba cái này, hai cái trên và một cái bên này này. Chứ còn cái bản thân cái này mình đang nghe ở đây mình thấy nó rất là yên nhá. Đó, nói chung là em nó rất là ok trong cái phạm vi là một con tản khí và cái mức nhiệt độ cho ra chỉ khoảng 82 độ như này thôi. Đó, đấy là chạy mắc xung các bạn nhé, mắc xung các thứ. Chứ còn nếu mà chạy ở bình thường thì mình nghĩ là nó sẽ mát hơn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ tắt nó đi nhé. Đấy, tắt đi rồi, các bạn nghe tiếng không? Yên ắng luôn phải không các bạn? Và nhiệt độ này, nhiệt độ tụt xuống còn 3+ độ ngay, tụt ngay lập tức các bạn nhé. Chứng tỏ là con tản khí này cũng khá là ngon trong cái tầm giá, bởi vì con này giá 60 đô. Nếu mà tính tiền vào tầm khoảng 1.3-1.4 như này là cũng tương đối là ngon, ngon hơn con Gamma GT rất là nhiều ngày xưa. Và cái mức này mình cảm giác nó giống như cái con tản khí đâu đấy 2 giác 240 của Deepcool ở trước ấy. Nói chung là tương đối là ổn các bạn nhé. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video với sau. Xin chào, hẹn gặp lại.